Saphir này, một vùng mà chưa biết tên này, tôi sẽ thông báo cái này trên sau. Một cái hộp mà Saphir cũng nhiều màu này. Chào tất cả anh em. Trên cái camera này tôi thấy mình đẹp trai hơn một tí. Thì đây là một cái camera cũ. Một cái máy, hình như máy này là máy Note 10. Tôi quay lại máy này và hôm nay thì tôi giới thiệu cho anh chị một cái lô hàng tiếp theo về Saphir. Mà hôm trước tôi cũng đã quay khoảng hơn 200 viên rồi. Bây giờ anh Minh đưa cho anh cái hộp Saphir hôm trước này. Và hôm nay thì là một cái lô hàng mới nhá. Để cho anh chị xem nhá. Xem cái lô hôm nay nó sẽ có gì đặc biệt. Nó khác gì cái lô hôm trước không? Và tất nhiên nó sẽ khác rất nhiều rồi, vì đây là lô hàng mới mà. Tôi sẽ cho anh chị xem nhé. Và cái lô này thì cũng chưa là ai biết, lô này lô hàng mới, chưa được xem lô này. Và nó sẽ có thể là trong sau video này thì một số anh chị nào đó thích một số viên thì có thể sử dụng luôn nhé. Ok, chúng ta hãy cùng ngay lập tức xem lô hàng ngày hôm nay là lô hàng gì. Trước tôi quay cho anh chị một CPNL này, Aquamarine này, tôi quay lại một xíu nha. Aquamarine này tí sẽ cho vào hộp riêng nhá. Saphir Sri Lanka này, Saphir này một vùng mà chưa biết tên này, tôi sẽ thông báo cái này trên sau. Một cái hộp mà Saphir cũng nhiều màu này. Đây, chúng ta có thêm 3 hộp Saphir Sri Lanka nữa. Thế và hôm nay thì sẽ đây thêm cả hai hộp nữa nhá. Hộp Saphir Sri Lanka này. Saphir Sri Lanka. Rồi, hôm nay Sri Lanka xin phép được cất đi. Để cái lô này ra nhá, để chúng ta lấy sang sản phẩm. Thì đây là cái sản phẩm mới về ngày hôm nay. Hàng này là hàng của Yên Bái và hàng của một cái mỏ trong miền Nam. Đây, hàng Yên Bái. Đây tôi giới thiệu cho anh chị nhé. Nó sẽ hơi ánh sang tím tím một chút và nó có một đặc biệt là khi mà chúng ta soi đèn vào cực tím vào thì nó chuyển thành màu đỏ. Đây là hàng đặc trưng của hàng Yên Bái, rất nhiều cái chrome ở đó. Đây, tôi thử luôn cho anh chị nhé. Đây. Khi mà Saphir xanh thường chúng ta soi không lên gì cả. Nhưng mà cái hàng này soi vào chuyển thành màu đỏ, anh chị nhìn thấy không? Những viên này cũng không có hiện tượng gì xảy ra. Những viên này cũng không hiện tượng gì xảy ra, nhưng riêng hàng Yên Bái thông thường soi đã chuyển thành màu đỏ như thế này. Đây, anh chị nhìn này. Chuyển thành màu đỏ. Thì ở đây tôi sẽ quay cho anh chị xem từng lô một nhé. Lô đầu tiên chúng ta có 3 viên. Tôi cũng chưa cân xem kích thước nó khối lượng như nào, nhưng mà ước chừng nó cỡ khoảng hơn 1 carat một viên. Đây, hàng của Yên Bái. Thì khi mà chúng ta đây, chúng ta soi vào nó chuyển thành màu đỏ, anh chị nhìn này. Đấy, đổi màu dưới đen cực tím. Viên đầu tiên nhá. Viên thứ hai này. Viên thứ ba này, những cái dải màu tương đối là lạ. Đây là một cái lô 3 viên, tôi để riêng ra 3 viên này phát quang nên cái tím khá là mạnh. Thì còn trong cái lô này thì có cái gì, cái kính rất là hút. Ở đây tôi có một viên garnet xanh, viên này không phải của Yên Bái nhé.
Mega Net xanh này. Hàng này là của châu Phi. Bên cạnh một viên này thì tôi có thêm một viên Garnet xanh, viên này của Nga. Cái màu này anh chị ít gặp lắm. Nó như kiểu là một cái màu mảnh chai ấy. Đây, viên xanh rất là ít gặp. Thế còn lại các viên đá khác thì đều là hàng của Yên Bái hết. Ở đây có một số cái viên sapphire rất là to, sapphire hồng. Cái viên đá này thì chúng ta sẽ xem trực tiếp bên ngoài nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây, viên sapphire hồng. Lớn, viên này chắc cỡ khoảng 4K. Rất là to. Một số cái viên xanh nữa. Đây, anh chị xem này. Quay sơ bộ một số loại cho anh chị xem nhé. Ở đây thì tôi thích nhất là cái viên này. Viên này là cái viên sapphire mà một cái màu mà tôi rất ưa thích. Tất cả cái sapphire màu này tôi đều mua hết. Màu này rất là đẹp, màu này rất là sâu. Đấy, xanh hero. Một vài cái viên cũng khá là hay ho. Viên này là một viên sapphire ánh tím này. Tím phớt này. Rất là đẹp. Quay hết các loại cho anh chị xem thế nhé. Sapphire xanh. Sapphire tím. Ở đây có thêm một viên sapphire hồng. Sapphire hồng. Ra bên bên ngoài sẽ nhìn đẹp hơn. Những cái hàng hồng này thì thông thường nó sẽ có một chút cháo trong viên đá và khi lên cam thì nó sẽ hiện lên rõ ràng hơn. Thế nên là bên ngoài chúng ta sẽ nhìn nó sẽ nét hơn một chút. Thì cái lô hàng này là của một anh bạn cũng ở Hà Nội. Này tôi giao lưu với anh ấy, tôi mua gọi là ủng hộ anh ấy một lô. Về tôi sẽ chỉnh sửa lại cái giá cắt để chuẩn bị cho anh chị sang một lô sản phẩm mới nhé. Đây, bên này thế này. Hồng cam này. Đây, viên này là viên xanh tím. Đây là một viên xanh hero nhạt. Còn đây là viên CP Nail. Viên C trái tim. Rồi, thì đây là những cái viên đá trong cái lô hàng hôm nay tôi mới nhận về nhá. Thế còn một cái lô nữa có 4 viên thì tôi sẽ quay cho anh chị ngay bây giờ. Thì lô này là một lô đẹp hơn mà chúng ta sử dụng được nhiều hơn. Hàng ở trên mỏ thì anh chị hình dung là người ta sẽ nhặt bất kỳ viên đá nào đều lấy hết, không sót một viên nào cả. Nhưng để chọn lọc ra hàng tốt thì sẽ qua quá trình lựa chọn của bên mua. Và liên quan đến vấn đề là sẽ lọc ra hàng cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và đây, trong cái video này thì cái đáng xem nhất của anh chị xem là cái loại này. Đây, tôi sẽ quay cho anh chị xem những viên đá này nhé. Viên đá này hàng Bun Hồ nhé. Đây, viên đầu tiên. Màu sắc xanh rất là tốt. Viên đá này cỡ khoảng hơn 2 carat. Rồi cho mỗi cân, anh cần thử mấy cái này nhỉ. Hai K ba mươi lăm. Bên này chắc cũng hơn 2K.
2K75. Đây là một viên 1K95 này. Viên này viên tròn. Viên đá này rất hay. Viên đá này sẽ phù hợp cho một cái nhẫn nam hoặc một cái nhẫn nữ rất là to. Và viên cuối cùng muốn giới thiệu cho anh chị trong lô hàng này. Đây thì anh chị. Rồi, một viên khá là sáng. Viên đá này 2K rưỡi. Đấy thì một số hôm nay thì tôi đã giới thiệu cho anh chị cũng tầm hơn 20 viên đá mới về nhá. Thì có những viên đá về tôi sẽ phải xử lý lại, tôi sẽ phải cắt mài lại cho nó chuẩn để đúng cái tiêu chuẩn mà chúng ta kinh doanh. Rồi ok, xin chào và tạm biệt anh chị. Chúc anh chị xem video vui vẻ nhá.